Em Thang xin giới thiệu hướng dẫn cách chơi phần điệp khúc bài Thôi đừng chiêm bao bằng nốt nhạc cho cả nhà. Em sẽ hướng dẫn qua 3 bước. Bước 1 là chơi nốt đơn. Bước 2 chơi nốt đơn kèm theo nốt bass của hợp âm. Bước 3 là kèm theo các nốt đệm theo. Bây giờ trước hết xin mời mọi người xem cái ảnh về nốt nhạc của bài đấy. Đây là nội dung em hướng dẫn cho lớp học guitar tối thứ 3, thứ 7 online buổi 234 dạo giữa bài Thôi đừng chiêm bao. Các nốt nhạc nó sẽ như sau: Do, Si, La, Si, Do, La, Do, Son, Son, La, Fa, Mi, Fa, La, Son, Do, Re, Mi, Do, Si, La, Si, Do, La, Do, Mi, Mi, Fa, Re, Re, Do, Re, Do, Re, Mi. Học lại câu 1. Do, Si, La, Si, Do, La, Do, Son, Son, La, Fa, Mi, Fa, La, Son, Do, Re, Mi. Tiếp theo: Do, Si, La, Si, Do, La, Do, Mi, Mi, Re, Fa, Fa, Mi, Si, Do, Re, Do, Si, La. Bây giờ xin mời cả nhà cùng tập nốt đơn của bài này với em. Đầu tiên nốt đơn như sau: Do, Si, La, Si, Do, La, Do, Son, Son, La, Fa. La là ngân 5 này, Fa là ngân 1. Mi, Fa, La, Son, Do, Re, Mi. Do, Si, La, Si, Do, La, Do, Mi, Mi, Fa, Re. Re, Do, Re, Do, Re, Mi. Do, Si, La, Si, Do, La, Do, Son, Son, La, Fa, Mi, Fa, La, Son, Do, Re, Mi. Do, Si, La, Si, Do, La, Do, Mi, Mi, Re, Fa, Fa, Mi, Si, Do, Re, Do, Si, La. Hết. Quanh quẩn mấy cái nốt như sau: nốt Do là ngăn 1 dây 2, Re là ngăn 2, ngăn 3 dây 2, Mi là dây buông số 1, Fa ngăn 1, Son ngăn 3, La ngăn 5. Đấy, chỉ quanh quẩn mấy nốt đấy thôi. Có cái anh là dây 3 nữa. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có phần thứ 2, phần số 1 là solo nốt đơn đơn giản, phần thứ 2 chúng ta sẽ đánh dây bát hợp âm cùng với nốt nhạc. Ta có Do, Si, La, Si, Do, đấy. Đánh cái dây bát La này cùng với nốt Do này. Tay thì bấm hôm La thứ. Đánh lại này: Do, Si, La, Si. Đánh hai dây cùng lúc: Do, La, Do, Son, Son, La. Bây giờ đến Fa, ta bấm hôm Re thứ. Đấy. Tay đánh nốt Fa nhưng cùng đánh với bát Re thứ, đánh hai dây cùng lúc. Vậy ta có Do, Si, La, Si, đánh hai dây cùng lúc: La, Do, Son, Son, La. Đánh dây Re, nốt Fa và nốt Re cùng lúc. Mi, Fa, đánh nốt La và nốt Son cùng lúc. Đấy. Son, Do, Re, đánh nốt Mi buông và nốt Đô của thờ vân Đô cùng lúc. Tiếp Do, Si, La, Si, lại quay về nốt Đô và nốt La cùng lúc. La, Đô, Mi, Mi, Fa, đánh nốt Rê cùng với dây bát Rê của hâm Rê. Rê, Đô, Rê, Đô, Rê, Mi, đánh nốt Mi dưới và Mi trên của hâm Mi trưởng. Lặp lại Do, Si, La, Si, Đô cùng với nốt La. La, Do, Son, Son, La, đánh nốt Fa cùng với nốt Re, cùng hợp Re. Đấy. Mi, Fa, La với nốt Son cùng lúc. Do, Son, Do, Re, Mi. Tiếp tục Do, Si, La, Si, Do, La, Do, Mi, Mi, Re, Fa.
fa, nốt fa này cùng với hợp re. Fa mi bấm đi chưa? Si do re với nốt son cùng lúc. Do si la. Đại khái nôm na là cái bước thứ hai, mọi người cứ nhớ là đánh thêm, ngoài đánh cái nốt đơn ra của bài ra thì đánh thêm cái dây bass của cái hợp âm đi kèm. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đệm thêm vào. Ta hiểu nôm na là cái phần đánh đầy đủ đệm nốt này này, nó giống như là chúng ta tỉa một bài nhạc, ta đệm cho một bài nhạc. Ví dụ như tôi hát một bài nhạc sẽ như thế này: do si la si do la do son son la fa la sa la do 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 da do ta da 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 sa re 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 do re do re mi do si la si do la do son son la fa mi fa la son do re mi do si la si do la do mi mi re fa fa mi si do re do si la, đúng không? Giống như đệm hát như thế. Thế bây giờ chỉ khác là mình sẽ lấy cái đàn mình đánh luôn cho cả cái lời hát đấy. Thế thì cách thêm nốt vào thì nó mỗi người sẽ thêm một cái nốt khác nhau trong phần đệm. Thế miễn là trong cái phần đệm của hôm đấy, ví dụ này. Đó, thì mọi người thấy cái từng 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 đấy, cái từng 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 đấy chính là vẫn các nốt mà ta thêm vào ấy, nó vẫn nằm trong cái hôm la thứ. Do si la si do thêm. Rồi tiếp son son la fa từng 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 thì vẫn là nằm trong hợp re thứ. Mi fa la son do re mi từng 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 vẫn là nằm trong cái đô trưởng đấy. Do si la si do từng 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 re mi fa re đấy từng 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 vẫn là trong re thứ. Re do re do re mi. Ok, vậy mọi người hình dung ra là khi chúng ta đệm thêm nốt vào là chúng ta vẫn đánh các nốt ở trong cái hợp âm thế tay của cái hợp mà chúng ta đang chơi thôi. Vậy ta sẽ có cái đánh đầy đủ như sau. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần solo, phần giao giữa bài Thôi đừng chiêm bao. Chúc anh chị học tập tốt.